Vâng. Ở trong tin nhắn bạn nói thì bạn có một người em trai của gì không? Em trai có ở nhà không? Có. Cái biểu hiện của bạn đây là như thế nào? Em là như thế nào? Năm thứ hai trường y tế. Em là sinh năm 92. Vâng, 1992. Em trước đây là em nó bình thường, nó học giỏi lắm, nó học giỏi nhất nhà đấy. Nó học còn khi học sinh giỏi là nó đậu đấy. Mà sau nó thi vào trường kinh tế quốc dân ấy, nó đậu trường, nó đậu khoa kinh tế quốc tế. Nó học thì nó đi học nó vẫn bình thường, nó có thể là nó bình thường, nó thông minh lắm. Xong tự nhiên nó học đến năm thứ tư nhỉ, đầu năm thứ tư ấy. Là về là em ở nhà nhà em hôm đấy là năm đấy là nhà em đang làm nhà xong, là cách đây cũng lâu, 2016 này, là cách đây 15, là cách đây 8 năm rồi em thầy ạ. Thì em đang nó đi học về thấy tự nhiên nó thấy nó tóc nó dài ấy, nó không cắt. Tức là mấy tháng không về hả? Đúng rồi. Tóc mà không bao giờ nó để tóc dài như thế, râu nó dài nó cũng không cắt, người nó gầy lắm. Nó gầy đẹp, em nhìn lúc đấy em nhìn em là nó em khác luôn mà không biết được nó bị gì. Thấy là em không biết được là em mình nó bị gì mà nó như thế. Không phải từ lúc đấy là nó có biểu hiện bất thường. Không chào bạn đây là không không. Không đây là em uống chẳng. Thế thì cái biểu hiện bây giờ là như thế nào? Nặng. Nhưng mà nó tức là không dậy được. Hay là như thế này? Vẫn dậy được nhưng mà kiểu không ngại không về. Bạn nói là trước đây cô chú là làm nghề giết mổ. Dạ đúng rồi. Cô chú giết mổ lâu không? Không lâu. Thực ra như thế này này. Khi bạn nhắn tin ấy thì tôi tiếp nhận tin nhắn và tôi vẫn cứ đến. Đây là xã gì nhỉ? Xã Các Văn thầy. Các Văn, Các Văn của phường Đô và Thanh Chương. Tôi vẫn cứ đến để xem mọi thứ nó diễn biến như thế nào, nó cụ thể là như thế nào, có vấn đề gì ở trên đất hay không. Chứ còn lại thì thực ra ấy, cái nghiệp giết mổ của chú ấy, nó nặng lắm. Cái này thì nói thật lòng là như thế này, nếu như cháu kiểm tra ở trên đất có vấn đề gì thì cháu sẽ giúp cô chú, còn lại cái nghiệp thì cháu không giúp được đâu. Còn nếu như mà đất không có vấn đề gì thì cũng phải xin lỗi gia đình là phải gửi lại tiền cho gia đình chứ không giúp được đâu. Cái nghiệp này nó nặng lắm. Và nó bây giờ nó không chỉ tác động vào các con của cô chú, nó còn các cháu nữa. Mà bây giờ thì cái nghiệp này thì gia đình cũng đừng có nhờ ai giúp làm gì cả. Vì không ai giúp được đâu. Mình chỉ có làm, bây giờ chỉ có làm việc thiện nguyện, việc từ thiện, việc phúc, việc đức, việc xã hội để cho nó tiêu phước, tiêu nghiệp đi thôi. Chứ còn cái nghiệp giết mổ chú làm đến chục năm rồi. Trên chục năm. Đây. Cái này thì khó lắm chú ạ. Không được, không giúp được đâu ạ. Không giúp được đâu, tại vì thực ra như này. Bây giờ mọi thứ mới đang bắt đầu vận hành. Tại vì luật nhân quả thì nó xoay ấy, thì đến thời điểm bắt đầu nó mới tác động. Bây giờ mới là cái thời điểm nó tác động. Và không chỉ con trai đấy của chú đâu mà còn những người con khác và cả cháu luôn. Thì cả bạn là người đi lấy chồng rồi, bạn vẫn phải gánh cái nghiệp nhà này. Không đơn giản, công việc này không đơn giản. Cái này ấy, ví dụ như nhà này nhé, cháu phải nói thẳng như này nhé. Những gia đình khác ấy, có nghiệp như này ấy, mà người ta trả nghiệp rồi, tức là trả ở đây nhé, đây là cháu không phải nói nó gọi là xui miệng đâu, nhưng mà trả ở đây là tức là nhà người ta đã mất người đấy, gọi là trả nghiệp thì cháu có dám nhận lời. Đây mọi thứ mới chỉ là con trai kia của chú có vấn đề này, nó vẫn chưa phải là nặng nề, nó sẽ còn những vấn đề khác nữa nặng lắm. Cái này thì không ai giúp được, cháu không thể. Cái này thì có cái cách ở đây, đó là cháu cho vay phúc đức thì nó sẽ hết, nhưng mà cái nghiệp nó nặng lắm, nó dày lắm, mà phúc đức của cháu thì còn để đi cứu những người khác nữa, cho nên cái này cháu e là khó giúp. Không phải trả lời thẳng luôn ạ. Bây giờ tôi kiểm tra đất cát, nếu có vấn đề thì tôi giúp,
chứ còn lại nếu như nghiệp thì tôi khó không giúp được đâu, tại vì là tôi nói lại rồi, gia đình bây giờ mới bắt đầu trả cho nên nó còn nặng lắm, nó còn nhiều lắm. Mình cứ nói nôm na như này, mình đang vay nợ 1 tỷ và bây giờ mới đến giai đoạn trả, chưa trả được đồng nào cả, cho nên vấn đề nó nặng lắm. Không làm được cái gì đâu ạ. Mọi thứ đây thấy có cái hướng cách nhau mà không ạ. Bây giờ như này, cháu kiểm tra nếu có tâm linh tác động ở đây trên đất này thì cháu sẽ giúp về tâm linh, còn cái nghiệp thì cháu không giúp được. Cháu trả lời thẳng như thế, vì cái nghiệp này còn nhiều lắm, chưa trả bạn kia, bạn mới gánh một phần thôi, phần nhỏ thôi. Cùng vợ cậu thấy ra đi, mình khi diệt mổ là chúng ta cùng không tiếp tục diệt, tức là không tiếp tục mà diệt mấy người, tức là người ta làm cho mình nhiều á, tức là người ta làm lần vì người làm một lần á, là người ta làm cho mình đi chờ nhiều á. Còn tức là người đứng trực tiếp giết là không làm nhiều lắm, nhưng bản thân là thuế, tức là người khác thuê người khác làm gì, thực ra mình cũng là người chỉ đạo việc đó mà. Nó bị từ cái nhà cũ ở dưới kia, dưới chỗ gần đây đấy. Nó, tôi đang nghiệp, nó vận hành. Xung quanh nó nhiều thì chỗ. Thế cái nhà cũ giờ còn không? Còn cái chị con gì đang ở ấy. Nhà nhưng mà bán rồi thì không? Bán rồi thì là sang tên người khác rồi, bây giờ cho kiểm tra qua một chút xem. Tự nhiên xấu đi một cách đột biến luôn đấy, và có một cái điều như này này, sức khỏe của bạn này đang bị suy kiệt, nó đang bị suy kiệt và sợ là mất khả năng sinh sản, khả năng có con ấy. Sợ là mất rồi chứ không phải đơn giản. Do tâm linh trên đất. Bây giờ như này này, cháu về cháu sẽ tính và xin xem cháu có thể đỡ cho được bao nhiêu phần, đỡ được cho bao nhiêu phần thì cháu sẽ trả lời, và cũng hy vọng là gia đình cho up cái clip này để mình tích phúc, nó lan tỏa như thế này để mình tích phúc, đấy cũng là một hành động tích phúc rất là lớn, thì hy vọng gia đình cho up. Đấy thì đấy là cái mà cháu sẽ giúp được. Thế còn lại bây giờ cháu sẽ để trận đồ lại, người ta gọi là đông tây y kết hợp, để cho bạn ấy có cái sức khỏe nó bình thường trở lại. Nếu như mà cháu xin và cháu kiểm tra xem là cái nghiệp mà chú gây ấy nó là bao nhiêu, cháu cho đỡ được cho bao nhiêu, cháu sẽ nói cụ thể. Riêng cái đấy cháu sẽ nói cụ thể nhá. Cháu sẽ nói cụ thể là cháu đỡ cho bao nhiêu phần trăm, còn lại gia đình tự trả và cố gắng cứu những bạn nhá. Đây là bây giờ chỉ biết là như thế đã, còn lại thì ngày kia cháu về đến Hà Nội cháu sẽ trả lời qua bạn này nhá. Thế còn rồi được rồi, xin chào các bạn, hôm nay tôi phải làm một clip quan trọng để thông báo với các bạn. Các cái thông báo này tôi xin phép gạch đầu dòng thứ nhất là tôi bắt đầu từ ngày mai là ngày 27 tháng 6, tôi bắt đầu dùng số tài khoản mới là số tài khoản mang theo số điện thoại của tôi là 0984133133, ngân hàng MB, tức là ngân hàng quân đội. Tên của tôi là Lương Chính Khang. Mọi người hết sức chú ý cho tôi điều này, tại vì cái thời gian vừa rồi có quá nhiều những cái số tài khoản mà nó lừa đảo mọi người, nó rất giống số tài khoản của tôi, cho nên đây là cái cách tôi cố gắng hết sức để cho mọi người tránh đi cái tình trạng bị chúng nó lừa, cho nên tôi phải ra tôi làm một số tài khoản mới và sẽ đóng số tài khoản kia lại. Đấy là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là các gia đình khi xem tất cả các clip của tôi thấy nhà mình có vấn đề giống như ở trong clip
thì nhắn tin nói rõ ra cho tôi, nói cụ thể ra cho tôi. Chứ tôi không có thời gian trả lời mọi người là những cái tin nhắn thầy ơi xem cho con với hay là thầy ơi như nào. Tại vì tôi không có thời gian trong giai đoạn này để xem cho mọi người. Cho nên ai muốn tôi sắp xếp lịch đến để giúp gia đình thì phải nhắn cho nó rõ ràng. Nhắn rõ ràng cái ra vấn đề của gia đình đang gặp phải là như thế nào. Thì lúc đấy tôi sẽ phản hồi lại. Còn rất nhiều người cứ bảo tôi liên lạc với thầy vài năm mà không được. Nhưng liên lạc với toàn thầy ơi, thầy giúp con với thầy ơi, thầy xem cho con thì tôi không trả lời những tin nhắn đấy đâu. Và các gia đình khi thấy nhà mình có vấn đề như thế thì liên lạc với tôi. Khi tôi nhận lời thì tôi sẽ thông báo cho gia đình một cái chi phí, gọi là chi phí đi lại. Chi phí này là tất cả các gia đình là như nhau ở tất cả các mọi miền trên đất nước này, cho dù vài cây hay là hàng nghìn cây đều như nhau, đều một chi phí. Đây là chỉ có một chi phí đi lại mà thôi. Còn lại có những cái thành phần ấy, nó cứ kiểu như nó muốn chơi xấu tôi ấy. Nó cứ chuyển tiền cho tôi xong rồi nó bảo thầy đến nhà giúp, xong rồi đến nhà nó cứ trả vờ nó bảo không có vấn đề gì. Xong tôi về cái là nó lại bảo thầy chuyển tiền lại cho tôi, chuyển tiền gửi lại. Tôi nói thẳng luôn với các gia đình trong clip này luôn này. Các gia đình nào tôi giúp được tôi sẽ nhận tiền đi lại. Còn nếu gia đình nào tôi không giúp được là tôi cũng trả lại luôn. Đấy là tôi nói rõ quan điểm là như thế. Còn cái quyền trả lại là ở tôi. Các bạn chú ý cho tôi điều này. Tại vì để tránh những cái tình trạng tôi bị chơi xấu thì tôi nói luôn với các bạn là quyền trả lại ở tôi. Còn lại các bạn cứ xem clip tôi sẽ biết được con người tôi làm việc là bằng tâm. Là làm vừa để tích phúc tích đức cho con cho cháu. Cho nên tôi chỉ nhận tiền của chi phí của mọi người khi tôi giúp được việc mà thôi. Cho nên những cái gia đình nào ấy mà cứ tôi đến giải quyết xong là cứ kiểu giở trò lại bảo thầy ấy, thầy giải quyết chưa được việc thì thầy chuyển tiền lại cho tôi ấy, thì tôi không chuyển lại đâu. Tôi nói rõ luôn như thế. Nhà nào không giúp được tôi nói thẳng luôn là không giúp được. Nhà nào giúp được thì tôi sẽ nói là giúp được. Còn lại đấy là chi phí đi lại. Tôi đã đến nhà rồi thì đấy là chi phí đi lại. Cho nên tất cả các gia đình phải chú ý cho tôi cái điều này. Và cái vấn đề tiếp theo ấy, tôi muốn nói đến là cái kênh của tôi là cái kênh không làm, không bật kiếm tiền. Thì các bạn phải hiểu cái tâm của tôi trong công việc là như nào. Tôi không bật kiếm tiền cho nên các cái giá trị công việc của tôi nó nằm hết ở trong các cái clip đó. Các bạn chú ý tôi điều này. Tiếp nữa là các gia đình chỉ làm việc với tôi thông qua Zalo. Và chú ý một điều như này, tôi không chủ động nhắn tin Zalo cho bất cứ ai. Nhớ đến cho tôi điều này nhé. Mọi người có toàn bị nó dùng cái Zalo giả, nó chủ động nhắn tin là không được đâu. Các bạn cứ cho số lên, up số lên trên mạng thì cái là nó lấy số, nó chủ động liên hệ là không được đâu. Tôi không chủ động nhắn tin cho ai. Nhớ cho tôi như thế. Tôi không chủ động nhắn tin Zalo cho ai và không làm việc với ai trên Facebook. Nhớ cho tôi điều này. Tôi chỉ làm việc qua Zalo. Và tôi sẽ chỉ trả lời khi mọi người nhắn tin cho tôi mà thôi. Nhớ điều này cho tôi đấy. Tiếp theo nữa là cái chất đồ ấn lệnh của tôi. Tôi dùng để cứu người giúp đời chứ không mang đi mua bán. Tôi không bán cho ai cả. Những cái đó là những cái để tôi đi giúp đời giúp người cho nên tôi không bán cho ai hết. Tôi xem lại xem nào. Một điều nữa là như này này. Khi mà các gia đình ấy mà được tôi nhận lời, tôi lên lịch và tôi báo lịch. Nếu như không chờ đợi được thì cứ nhắn lại, nhắn liên tục và Zalo cho tôi để tránh những trường hợp tin nhắn nó trôi. Nhắn đi nhắn lại để tôi chuyển gửi lại tiền chi phí đi lại cho mọi người. Còn bây giờ thì cảm ơn, mời các bạn chiêm ngưỡng cái điện của tôi một chút. Clip này tôi sẽ không ghép vào các clip công việc nữa, tại vì YouTube nó sẽ bóp tương tác các cái clip của tôi, cho nên tôi sẽ một tuần tôi sẽ up 2 lần lên up độc lập trên YouTube. Các bạn chú ý giúp tôi. Tôi xin nhấn mạnh lại hai điều này. Một là số Zalo của tôi là 0984133133. Tôi không chủ động nhắn tin cho ai. Hai
là số tài khoản của tôi cũng là 0984133133, ngân hàng MB, tức là ngân hàng quân đội. Tên của tôi, tên thật của tôi là Lương Chính Khải.